Một trong những kẻ thù của người Việt Nam khi học tiếng Anh chính là kỹ năng nói. Một phần là bởi vì chúng ta ngại ngùng ít giao tiếp, một phần là bởi vì chúng ta thiếu đi phương pháp học, và thiếu phương pháp học đúng dẫn đến việc học nhiều lần thất bại, mà thất bại nhiều lần thì dẫn đến chán nản. Và đó cũng là lý do vì sao mà Trang quan sát thấy có những người đã học tiếng Anh cả chục năm nay rồi mà học đi học lại mãi vẫn chưa khá lên. Chính bởi vì thế trong video ngày hôm nay, Trang muốn chia sẻ với các bạn một trong những nghiên cứu rất căn bản và quan trọng, cũng là phương pháp giảng dạy mà 2204 là công ty của Trang đang áp dụng cho những học sinh của mình trong việc cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh. Đảm bảo với các bạn sau khi thực hiện đúng 5 bước này thôi thì các bạn sẽ có một trình độ nói tiếng Anh khác hoàn toàn đấy. Và chào đón các bạn đang cùng quay trở lại với YouTube channel I Am Mai Trang. 5 bước mà Trang chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay có thể được thực hiện cùng lúc. Với mỗi bước thì Trang sẽ có chia sẻ cụ thể kèm theo đường link, hướng dẫn, tài liệu tham khảo để các bạn có thể ngay lập tức ứng dụng được sau khi kết thúc xem video này. Vì thế cho nên nhớ là hãy ở lại đến giây phút cuối cùng nha. Bên cạnh đó, Trang cũng muốn lưu ý với các bạn rằng quá trình học nói tiếng Anh, học một ngôn ngữ mới là một quá trình cần nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nếu như mà chúng ta rèn luyện chăm chỉ, ngày nào cũng rèn luyện á thì cũng cần phải mất 2 tháng, 3 tháng là ít nhất để chúng ta có thể nhìn thấy một sự tiến bộ vượt bậc. Vì thế cho nên nếu như mới học chăm chỉ có 1 tuần, 2 tuần mà chưa thấy có kết quả, hoặc là cảm thấy cái chặng đường của mình đi còn nhiều khó khăn thì cấm được nản chí, nhớ chưa? 5 bước này được xây dựng theo thứ tự mà một đứa trẻ học một ngôn ngữ mới, cụ thể như sau. Bước đầu tiên đó là các bạn cần phải xây dựng một thói quen nghe tiếng Anh. Thói quen nghe tiếng Anh là một trong những cái cách để chúng ta được tiếp cận, được tưới tắm bởi một thứ ngoại ngữ mới rất là quan trọng, và nó giúp chúng ta tạo một cái môi trường lắng nghe tiếng Anh nhiều hơn và phản xạ tốt hơn với tiếng Anh. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nhìn thấy những đứa trẻ mới chỉ có khoảng 3-4 tuổi thôi nhưng mà khả năng phát âm tiếng Anh thì cực kỳ chuẩn và phản xạ với ngôn ngữ tiếng Anh rất tốt. Nếu như mà trong ngôi nhà đó bố mẹ thường xuyên giao tiếp với chúng bằng tiếng Anh, hoặc là chúng được đơn giản là xem nhiều video trên YouTube bằng tiếng Anh. Một trong những ví dụ mà Trang thấy rất ngạc nhiên đó là em gái của bạn thân Trang là em Chip, 5 tuổi, không phải là ở thành phố nha. Em Chip thì được mẹ cho xem những cái video trên YouTube bằng tiếng Anh rất là đơn giản thôi, học chữ rồi học các con vật, các loài hoa, và em Chip rất là thích. Cho nên bây giờ khi mà em Chip 5 tuổi giao tiếp với một giáo viên bản ngữ tiếng Anh thì phản xạ của em Chip cũng rất là tuyệt vời, và thậm chí là còn tốt hơn cả chị nó, tức là bạn thân của mình, tốt nghiệp khoa tiếng Anh thương mại của trường đại học ngoại thương luôn. Okay, Chip, and how's the weather today? It's cloudy. Okay, great job. Qua đó chúng ta thấy rằng việc xây dựng thói quen nghe tiếng Anh thì không chỉ tác động trực tiếp đến việc nghe mà còn tác động rất nhiều đến việc nói, đặc biệt là phản xạ này, hay là cách nhấn nhá tông giọng và cách phát âm cũng cực kỳ quan trọng nữa. Vậy thì nghe ở đâu? Đây là một số gợi ý cho các bạn. Nếu như các bạn là một beginner hoặc là một người mà mất gốc tiếng Anh thì các bạn có thể bắt đầu với những cái videos ở trên YouTube, kênh BBC hoặc là VOA Learning English với những cái trình độ rất là cơ bản cho đến nâng cao dần dần lên. Các bạn có thể chọn level 1, level 2 từ những cái câu chào hỏi rất là thông thường để học những cái cấu chúc câu tiếng Anh cơ bản. Còn nếu như các bạn là những người mà đã có từ vựng kha khá rồi, ví dụ như vốn từ vựng là khoảng trình độ B2, tức là B2 trở lên á, thì các bạn có thể nghe thêm nhiều các videos với những đề tài phong phú hơn, 100% hoàn toàn bằng tiếng Anh, có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau. Và Trang gợi ý cho các bạn một số những nơi mà các bạn có thể vừa nghe tiếng Anh mà lại vừa có thêm năng lượng tích cực. Ví dụ như là kênh Improvement Pill, có rất nhiều các videos về phát triển bản thân, hay là Lavender, hoặc là Marifolio, hoặc là TED Talk, hoặc là English Speeches. Đây là những nơi mà các bạn có thể tìm kiếm những videos như vậy. Và quan trọng nhất là các bạn hãy tìm kiếm những cái giọng tiếng Anh nào á, chuẩn giọng Anh hoặc chuẩn giọng Anh Mỹ, hoặc là cái giọng mà các bạn rất là thích, thì các bạn học theo sẽ có nhiều cảm hứng hơn nha. Sang đến bước thứ hai, đó là cần phải học cách nói tiếng Anh chuẩn ngay từ đầu. Và điều quan trọng nhất ở bước này chính là chúng ta phải quên hết tất cả những cái cách phát âm trước đây của chúng ta đi, để coi bản thân mình như một tờ giấy trắng và học lại từ đầu, đập đi xây lại từ đầu. Đây là kinh nghiệm xương máu của Trang luôn. Bởi vì từ hồi cấp 3 lên đến đại học, rồi thậm chí là đi làm, thì Trang học tiếng Anh từ những người Việt, từ bạn bè của mình, copy từ những người xung quanh, và họ phát âm sai, cho nên mình cũng phát âm nhại lại theo họ, dẫn đến việc là mình phát âm cũng sai luôn. Và đến khi mà Trang được học lại từ đầu cái bảng ký hiệu IPA á, rồi là cách ghép từng âm, thì mình mới phát hiện ra là oh my gosh, tại sao mình lại có nhiều âm mình phát âm sai đến như thế này, tại sao có nhiều từ mà mình đặt tùm lum trọng âm không có một cái gì liên quan đến nhau hết. Vì thế cho nên là phát âm nó quan trọng cực kỳ luôn, quan trọng cho việc nói, quan trọng cho việc nghe, quan trọng hơn cả việc học ngữ pháp ngay từ đầu nữa. Nhưng mà nó lại thường xuyên bị coi nhẹ bởi rất nhiều người, bởi vì chúng ta cũng nghĩ là nói được là được rồi, mà không quan tâm là mình nói đúng hay nói sai. Và nhắc đến việc tự học phát âm ở nhà cũng như tự kiểm chứng khả năng phát âm của mình thì không có cái app nào đỉnh hơn là Elsa Speak cả. Số liệu đã nói lên tất cả rồi. Elsa Speak được 5 triệu người dùng Việt Nam này, rồi là những người học tiếng Anh ở trên hơn 100 quốc gia ở trên thế giới này sử dụng. Rồi nó còn được rating rất là tích cực ở trên App Store của hơn 89 quốc gia. Và Elsa cũng lọt vào top 4 apps sử dụng AI, tức là trí tuệ nhân tạo, để thay đổi thế giới của tạp chí Forbes năm 2017.
Nhưng mà không phải là bởi vì Elsa nổi tiếng mà Trang chọn Elsa đâu. Trang là người nghiên cứu về phát âm cho nên là đã sử dụng qua rất là nhiều các công cụ khác nhau rồi. Và phải thực sự nói rằng Elsa có những cái điểm mạnh hoàn toàn vượt trội so với những cái app khác. Để Trang xem nào. Đây là cái app Elsa của Trang. Trang cũng dùng nó rất là nhiều và Trang thì đang mua tài khoản Lifetime của Elsa rồi. Đầu tiên là Elsa có khả năng chỉnh sửa phát âm chuẩn xác đến từng âm tiết nhờ vào cái khả năng nhận diện giọng nói độc quyền bằng công nghệ AI thuộc top 5 ở trên thế giới. Elsa sẽ chấm điểm bản xứ, sau đó là hướng dẫn chúng ta sửa từng âm tiết, xem lỗi sai ở đâu và cách sửa như thế nào luôn. Dress professionally. Dress professionally. Use appropriate language in the office. Use appropriate. Và khi mà học trên Elsa ấy, thì mình vừa có thể học nghe và vừa có thể học nói để tăng cái sự tương tác. Và từ đó thì chúng ta cũng sẽ không ngại ngùng khi mà nói tiếng Anh với người bản xứ ở bên ngoài. Cá nhân Trang nhá, khi mà mới học Elsa ấy, Trang kiểm tra điểm của mình không được cao lắm đâu. Mà lúc đó mình nói tiếng Anh cũng được gọi là trôi chảy rồi đó. Sau đó thì Trang mới phát hiện ra là có rất nhiều âm mà Trang thường xuyên sai, sai đi sai lại, mà những người khác nghe cũng không có nhận ra được cho mình, nhưng mà Elsa phát hiện ra. Ví dụ như là âm th ở trong think, hoặc là âm the ở trong the this hoặc là that. Rồi là khi mà mình chuyển số nhiều sang số ít, danh từ, hoặc là khi mình chế động từ, ví dụ như là says hoặc là friends, thì mình rất là hay nhầm s và z. Nhờ có Elsa mà Trang nhận ra những cái phát âm rất là nhỏ này của mình, và từ đó nó đã giúp cho Trang nâng hạng được cái khả năng nói tiếng Anh lên cao hơn rất nhiều luôn ạ. Thứ hai nữa là nội dung bài học ở trên Elsa cực kỳ phong phú. Nó có tới khoảng 140 topics với 23.000 bài học khác nhau. Tức là học hoài nó cũng không hết luôn đấy các bạn. Mà nó còn được update liên tục nữa. Cho nên mỗi lần vào app thì lại thấy có một cái thứ gì đó mới để mà học. Nó không bị cảm giác nhàm chán. Ví dụ như Trang là Trang đã subscribe tài khoản chọn đời của Elsa từ rất lâu rồi. Và mỗi lần thỉnh thoảng mình mở ra thì mình lại thấy có update mới nhất. Những cái nhóm từ vựng mà liên quan đến công việc nó lại càng hiệu quả hơn nữa ở trong giai đoạn này, khi mà khả năng gặp gỡ trực tiếp nó bị hạn chế. Cho nên nếu như mà chúng ta vừa được phát âm tốt, vừa được bổ sung thêm từ vựng mà lại còn từ vựng về nhóm công việc nữa, thì rõ ràng là chúng ta giao tiếp sẽ hiệu quả hơn, tốt hơn. Đặc biệt là nếu như các bạn lại còn có đồng nghiệp hoặc là đối tác là người nước ngoài nữa, phải không nào? Và thứ ba, cái này Trang xếp cuối cùng nhưng mà với Trang nó rất quan trọng, đó chính là bởi vì cái app này được thiết kế rất là đẹp, cực kỳ bắt mắt và cái tính tương tác của nó rất cao. Trang là một cái người duy mỹ cho nên là UI UX là những thứ mà Trang cực kỳ quan trọng trong việc sử dụng một cái app nào đó, hoặc là sử dụng nó để giới thiệu cho những người khác. Mà Elsa thì được thiết kế theo hình vũ trụ, rồi theo rất nhiều topic khác nhau, khiến cho mình khi vào lúc nào nó cũng mới mẻ, nó cũng có sự tương tác. Vì thế cho nên là Elsa cũng là cái app mà Trang sử dụng để giới thiệu cho các bạn học sinh của mình rất là nhiều trong cái quá trình học phát âm hoặc là học ở tại 2204. Trang thì là một đối tác của Elsa cho nên Trang thì thường có một cái ưu đãi tốt hơn so với thị trường dành cho các bạn. Chỉ với một cái gói là khoảng hơn 1 triệu đồng cho học Elsa chọn đời, tức là cái tài khoản chọn đời á, thì Trang nghĩ là không còn gì để mà lăn tăn nữa cả. Và rất nhiều các bạn học sinh của Trang thì cũng đã sử dụng app Elsa này rồi. Ngày hôm nay thì Trang nhân chủ đề này giới thiệu cho các bạn, và Trang cũng sẽ để cái link ưu đãi khi mà mua hàng với cái mã giới thiệu của Trang ở dưới phần description box, để các bạn nếu như muốn các bạn có thể sử dụng nó với một cái giá ưu đãi tốt hơn so với thị trường nha. Và ngoài gói chọn đời này thì còn có rất là nhiều các options khác, ví dụ như 3 tháng rồi 6 tháng để các bạn có thể thử lựa chọn trước khi mà đưa ra quyết định của mình. Nhưng mà Trang đã kiểm chứng rồi cho nên Trang tin là các bạn cũng sẽ thích nó giống như là Trang đã. Còn nếu như mà trong trường hợp tự học ở nhà mà các bạn vẫn cảm thấy lăn tăn, vẫn muốn có một giáo viên ở bên cạnh chỉnh sửa giúp đỡ mình, thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia khóa học phát âm 102 của 2204. Và nếu như kết hợp được cả hai, trên lớp với giáo viên và về nhà học với Elsa, thì Trang tin là hiệu quả nó sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Bước thứ ba chính là nâng cao vốn từ vựng. Hãy tạm bỏ qua việc học flashcards đi, bởi vì việc học flashcards tức là cứ mở từ bên này sang bên kia học từ á, thì nó sẽ chỉ giúp cho chúng ta nâng cao được từ vựng bị động thôi, mà lại không giúp cho chúng ta nâng cao được từ vựng chủ động. Mà từ vựng chủ động mới là cái thứ đánh giá trình độ tiếng Anh của chúng ta như thế nào, với cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vậy từ vựng bị động và từ vựng chủ động thì khác nhau như thế nào? Từ vựng bị động có nghĩa là chúng ta biết mặt chữ tiếng Anh đó, khi mà nhìn thấy nó thì chúng ta biết nghĩa của nó là gì, nhưng mà khi cần sử dụng nó một cách chủ động, tức là cần phải nói, cần phải viết, cần phải sử dụng, thì chúng ta lại không biết lấy từ đó ở đâu và không biết vì sao. Cái này Trang gặp rất nhiều trong quá khứ khi mà thường xuyên học flashcards hồi cấp 3 và hồi đại học. Còn thứ hai, từ vựng chủ động có nghĩa là những từ này là từ của mình. Mình không chỉ biết mặt chữ mà mình còn biết sử dụng nó trong đúng ngữ cảnh, trong đúng văn cảnh, biết nói nó ra sao, biết viết nó như thế nào, trong từng hoàn cảnh khác nhau như thế nào. Cũng chính bởi sự chênh lệch giữa vốn từ vựng bị động và vốn từ vựng chủ động, cho nên các bạn nhìn thấy một điều rất là hiển nhiên khi mà những người Việt Nam đi thi tiếng Anh á, đó là khả năng nghe và khả năng đọc thì điểm rất là cao. Thế nhưng mà khi chuyển sang khả năng nói và khả năng viết thì điểm
điểm lại tụt hẳn xuống, cho nên cái điểm tổng IELTS thường nằm ở giữa. Trong khi nếu như chúng ta biết cách để chuyển từ những từ vựng bị động này sang từ vựng chủ động thì chúng ta sẽ có khả năng nâng cao điểm nói và điểm viết lên rất nhiều. Để có thể chuyển từ từ vựng bị động sang từ vựng chủ động và nâng cao cái vốn từ chủ động của mình á, thì có một cách, đó là các bạn có thể ngay lập tức khi học từ vựng bị động thì đừng có chỉ học flashcards mà phải cầm giấy bút xuống để viết và đặt câu luôn về cái từ mình mới học. Sau đó là đi đâu mình cũng tự nói tiếng Anh, mình sử dụng những từ mới, kể cả là nói một mình cũng được, không sao hết ạ. Và có rất là nhiều công cụ để chúng ta có thể test xem từ vựng bị động và chủ động của mình ở đâu. Các bạn có thể Google trên mạng là vocabulary test thì cũng sẽ ra, hoặc là có một trang mà Trang rất là thích, đó là EFSET. Các bạn có thể vào trang EFSET.org để kiểm tra xem trình độ tiếng Anh với từ vựng của mình đến đâu. Cái điểm hay của cái bài test này đó là nó điều chỉnh cái độ khó dễ theo trình độ của người làm bài test. Nếu mà bạn trình độ chưa có cao thì những cái câu tiếp theo nó cũng rất là dễ, còn nếu như mà trình độ của chúng ta cao dần lên thì bài test cũng sẽ khó dần lên, để xem trình độ của chúng ta đang ở đâu. Làm thử đi nha, rồi comment ở dưới cho Trang biết xem điểm của các bạn thế nào, rồi Trang cũng sẽ release điểm của Trang ở dưới phần comment cho các bạn xem. Bước thứ tư chính là xây dựng thói quen đọc sách tiếng Anh. Trang biết đây là một thử thách mà nhiều người chưa sẵn sàng bước vào, bởi vì đọc sách tiếng Việt mình còn lười, nói gì đến đọc sách tiếng Anh. Theo thống kê á, một người Việt Nam trung bình đọc có 4 quyển sách một năm thôi, đấy là còn tính cả sách giáo khoa. Nếu mà thống kê chi tiết hơn có nghĩa là một năm chắc đọc được khoảng 2 quyển sách, tức là lười đọc vô cùng luôn thì làm sao mà đọc được sách tiếng Anh, phải không ha? Trang thì rất là may mắn là bởi vì Trang đến một cái môi trường ở 2004 ai cũng yêu thích sách, ai cũng đọc sách, mà ở đây lại không có sách tiếng Việt cơ, chỉ toàn mỗi sách tiếng Anh thôi, cho nên là muốn đọc sách thì bắt buộc là phải đọc sách tiếng Anh. Tức là mình mà đọc sách mà mở sách tiếng Việt ra là mọi người còn chê, còn cười, cho nên mình bắt buộc là phải ép bản thân đọc sách tiếng Anh. Thì khi mà xây dựng được bản thân ở trong một môi trường như vậy thì mình cũng có động lực để mình học tiếng Anh tốt hơn rất là nhiều. Còn với các bạn á, nếu như các bạn là những người mới bắt đầu thì Trang thường khuyên các bạn là chọn những cái cuốn sách đơn giản thôi, từ ngữ nó dễ hiểu thôi, cấu trúc nó cũng đơn giản luôn, và có nhiều hình thù, nó có design đẹp thì mình sẽ có cảm hứng mở cuốn sách ra nhiều hơn. Và Trang đã từng có một cái video rất là chi tiết về việc làm thế nào để có thể tự đọc sách tiếng Anh ở nhà một cách hiệu quả, nó ở video này, thì các bạn giúp Trang click vào đây và xem cái video này đi nha. Trang rất là tâm đắc với video này và Trang muốn là các bạn cũng sẽ có thể xây dựng, hình thành một thói quen đọc sách tiếng Anh để xây dựng được cái vốn từ vựng tốt hơn. Việc đọc sách á, nó không chỉ giúp cho chúng ta nâng cao được từ vựng mà nó còn giúp chúng ta học được các cấu trúc hay. Và nếu như mà chúng ta hiểu những cái áng văn ở trong những cuốn sách này rồi thì chúng ta thậm chí là còn xây dựng được tình yêu với tiếng Anh tốt hơn rất nhiều. Chính bản thân Trang đã xây dựng thêm tình yêu tiếng Anh với những cuốn sách của Robert Greene hay là những câu chuyện tiếng Anh, cho nên là Trang cũng mong muốn có thể truyền được cái cảm hứng đó cho các bạn. Và các bạn hãy thử với những câu chuyện đó đi, các bạn cũng sẽ có động lực để học tiếng Anh và nói tiếng Anh, viết tiếng Anh hay như là những cuốn sách. Và bước thứ 5, đây mới là bước ngữ pháp. Có lẽ có nhiều bạn sẽ thắc mắc và hỏi rằng tại sao đến bước thứ 5, bước gần cuối cùng này rồi, Trang mới mang ngữ pháp ra để chia sẻ. Bởi vì khi mà các bạn đã xây dựng được những cái thói quen ở bước 1, 2, 3, 4 mà Trang vừa chia sẻ rồi thì việc học ngữ pháp nó trở nên đơn giản vô cùng. Các bạn thấy đấy, một đứa trẻ có cần phải học ngữ pháp đâu mà vẫn có thể giao tiếp được với bố mẹ, vẫn nói chuyện rất là hay, thậm chí nó còn biết nói móc, nói khéo, trêu đùa người khác trước khi nó bước vào lớp 1 để học ngữ pháp. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta đã xây dựng được những cái phản xạ, những thói quen nghe, nói, đọc bằng tiếng Anh rồi thì ngữ pháp tự nhiên nó cũng sẽ trở nên vui hơn, thú vị hơn và nó không còn khô khan nữa. Trang còn nhớ cái giai đoạn mà Trang học ngữ pháp nâng cao ở trong tiếng Anh á, đọc một cái quyển sách mà Trang nghĩ là nó rất khô khan. Thế nhưng mà chính bởi vì những cái thói quen trước đó đã được xây dựng cho nên Trang đã trải qua cái cuốn sách này với rất nhiều điều thú vị. Và đến bây giờ thì Trang cảm thấy ngữ pháp tiếng Anh nó hay, nó đáng yêu vô cùng. Và ngữ pháp nó không chỉ dừng lại ở cái cách để giúp chúng ta nói được tiếng Anh, viết được tiếng Anh tốt, biết tiếng Anh hay hơn, mà nó còn là một cái cách thức để có thể đưa ra rất nhiều ẩn ý, đưa ra nhiều ẩn dụ và thể hiện cái khả năng về ngoại ngữ tiếng Anh của mình đến mức độ như thế nào. Vì thế cho nên là ngữ pháp nó nằm ở khâu cuối cùng, ở bước thứ 5 trong 5 bước mà Trang muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay là như vậy. Các bạn đừng quá nặng nề việc đi học là phải đổ xô đi học ngữ pháp ngay từ đầu nha, mà hãy cứ từ từ, tin Trang đi, làm những bước mà Trang chia sẻ thì Trang tin rằng là đến bước này á, có thể ngữ pháp chưa phải quá đỉnh nhưng mà khả năng nói của các bạn là đã ở một trình độ hoàn toàn khác biệt rồi đó. Đó là 5 bước để chúng ta có thể luyện nói trong môi trường hàng ngày. Và một lần nữa Trang phải nhắc lại với các bạn, luyện nói là một quá trình cần nhiều thời gian, cần nhiều công sức, đặc biệt là thời điểm ban đầu khi mà cái miệng của mình nó chưa quen với việc phát âm một ngôn ngữ mới, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn và nản chí. Nhưng đừng nản chí nha, bởi vì vượt qua được giai đoạn đó thôi thì chúng ta sẽ có thể tiến đến một giai đoạn tiếp theo. Giống như việc tập đi xe đạp á, tập đi hoài mà cứ ngã, nhưng bỗng dưng một ngày bước lên xe đạp thì lại đạp bon, và từ đó trở đi thì chúng ta không chỉ đi xe đạp mà còn biết đi xe máy, biết đi ô tô nữa. Vì thế cho nên là hãy tin Trang, làm theo những bước mà Trang chia sẻ. Trong đây thì Trang cũng đã cắt đi 2 bước cuối cùng, 2 bước nâng cao hơn. Và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu về 2 bước đó để có thể nói xuất sắc
hùng biện được, thuyết trình được rồi là sử dụng nhiều trong môi trường sư phạm thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Trang sẽ làm thêm những cái nội dung và chia sẻ với các bạn ở những video sau. Còn video này thì cũng đã dài rồi cho nên Trang sẽ dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nhớ là comment ở dưới cho Trang biết. Đừng quên là like, subscribe nữa nha về cái cách thức học tiếng Anh của các bạn đang như thế nào cũng như những gì mà các bạn mong muốn Trang chia sẻ thêm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.